Theo lãnh đạo huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, khoảng 4 ngày nay liên tục có mưa lớn nên nước từ thượng nguồn đổ về, khiến cho cá nuôi trong lòng bè trên sông La Ngà chết rất nhiều, các hộ nuôi thủy sản chịu thiệt hại nặng nề. Nhiều hộ dân trên sông La Ngà đã cố gắng vớt phần cá còn sống để bán tháo, giảm thiểu thiệt hại, nhưng đến ngày hôm nay, nhiều hộ dân đã buộc phải di rời vào bờ vì nước lũ dâng lên nhanh, gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản đại diện chính quyền đã túc trực tại hiện trường để phòng chống thiên tai, đồng thời hỗ trợ người dân vớt cá. Theo kiểm đếm, đã có gần 1.000 tấn cá chủ yếu là cá diêu hồng bị chết. Ngoài ra, nước lũ cũng khiến cho hàng trăm hecta hoa màu sắp đến vụ thu hoạch bị nước lũ cuốn trôi. Trước mắt, lãnh đạo địa phương cho biết sẽ khuyên cáo người dân bổ sung thêm chất dinh dưỡng để tăng sức đề kháng cho cá, sung oxy và cố gắng thu hoạch cá sớm hơn dự kiến để bảo toàn bè cá. Được biết, mỗi năm vào thời điểm này, người nuôi cá bè trên sông La Nga vẫn thường xuyên gặp sự cố dẫn đến cá chết như hiện nay ngoài sự cố do thiên nhiên gây ra thì từng có các sự cố liên quan đến ô nhiễm môi trường